Karaoke An Phú đã rào chắn sau vụ cháy khiến 32 người chết, vì sao phát hiện thi thể? Liên quan đến vụ phát hiện cơ thể người không nguyên vẹn ở trong quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương, sáng ngày 17 tháng 10. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, lãnh đạo phường An Phú cho biết, quán karaoke An Phú là hiện trường của vụ cháy khiến 32 người tử vong và đã được rào chắn kỹ lưỡng. Tuy nhiên, thời gian sau này, một số người đi nhặt ve chai đã tháo gỡ rào chắn nên ai cũng có thể ra vào nơi đây. Theo vị này, qua báo cáo ban đầu của công an, thi thể trên nghi là ông LQL, quốc tịch Trung Quốc, nạn nhân có dấu hiệu bị trầm cảm nặng. Sau khi có kết luận của công an về vụ việc, chính quyền địa phương sẽ liên hệ với chủ nhà để rào chắn lại cơ sở trên. Theo công an phường An Phú, qua kết quả xác minh ban đầu, xác định tại cơ sở karaoke An Phú bị cháy bỏ hoang, tầng trệt từ ngoài vào 20m. Phía bên phải phát hiện bộ phận cơ thể người, phần thân người được phát hiện dưới hầm chứa nước phòng cháy, chữa cháy. Vấn đề đây có phải vụ án mạng hay không? Một nguồn tin của Dân Trí cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa nhận định đây là vụ án mạng. Khám nghiệm tử thi, bước đầu, công an Bình Dương nhận định khả năng nạn nhân hiếu kỳ vào bên trong karaoke An Phú, khi đến miệng hầm nước thì bị trượt chân rơi xuống dẫn đến tử vong.